Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, chiều và đêm nay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn, tiếp tục cảnh báo lũ quét và sạt lở đất đá. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo lượng mưa trong vòng 24 giờ tới ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 30 đến 60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nghệ An, Thanh Hóa, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm. Ngoài mưa thì lũ quét và sạt lở đất vẫn có khả năng xảy ra. Những nơi có nguy cơ cao là Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Bà con sinh sống ở vùng cảnh báo phải luôn đề phòng, không đến gần các điểm đã và đang sạt lở, không đánh bắt cá, vớt củi trên sông.